quý vị là hoạt động thường niên diễn ra từ 5 năm nay, chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng đã thực sự trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân địa phương và du khách với nhiều hoạt động phong phú mới lạ. Với 7 hoạt động thường niên và 13 hoạt động theo ngày, kéo dài từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, chương trình năm nay đã góp phần mang đến những sản phẩm du lịch độc đáo để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách khi đến với thành phố biển Đà Nẵng vui vẻ, hào hứng xen lẫn bất ngờ chính là tâm trạng chung của nhiều người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Bởi tại đây, khách tham quan được hòa mình trong nhiều hoạt động sôi nổi mới lạ của chương trình khai trương mùa du lịch biển. Tại đỉnh bàn cờ thuộc bán đảo Sơn Trà, 70 kỳ thủ đến từ 16 câu lạc bộ cờ tướng trên cả nước đã cống hiến cho khán giả nhiều trận so tài đỉnh cao, kịch tính đến phút chót. Trong khi đó, tại công viên Biển Đông và các bãi biển Đà Nẵng, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn khinh khí cầu, tham quan không gian trưng bày trời nảnh với chủ đề khoảnh khắc sơn trà, lưu giữ ký ức Đà Nẵng hay xây tượng cát và cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại không gian nghệ thuật sắp đặt thuyền thúng ván lướt. Mỗi hoạt động đều để lại cho du khách những ấn tượng riêng. Mình rất là bất ngờ trước cái khu check-in này. Thậm chí là quê mình là ở Tuy Hòa là cũng có bãi biển nhưng mà một khu check-in mà thật là ấn tượng về, về những cái lướt ván hay là những cái khu hoạt động như thế này thật sự là rất là thu hút mình. Lễ hội năm nay thật tuyệt vời. Các khinh khí cầu nhìn rất ấn tượng. Tôi thấy đây là hoạt động rất thú vị tại thành phố Đà Nẵng lần này. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo ra không khí đầy sôi động, hứng khởi cho du khách khi đến với biển Đà Nẵng, chương trình năm nay còn lan tỏa thông điệp xanh, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động như ký kết bảo vệ môi trường du lịch của các doanh nghiệp và khách sạn ven biển, dự án cộng đồng nghệ thuật từ sát thải nhựa, từ Waste, diễu hành xe đạp, xích lô, xe điện bảo vệ môi trường biển Đà Nẵng, không tủ ni lông, không khói thuốc, nhặt rác trao yêu thương, đổ rác lái cây xanh tôi rất là vui mừng là cùng với anh chị em xe đạp mà của hội xe đạp thể thao thành phố đà nẵng đã vinh dự được tham gia một hoạt động rất có ý nghĩa của thành phố để chào mừng cái mùa du lịch biển thì chúng tôi đi diễu hành này thì cũng có muốn truyền thông điệp là tất cả chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường theo ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, chương trình năm nay đã thu hút gần 100.000 lượt khách đến vui chơi, chụp hình lưu niệm, tắm biển, cao hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Đây là một tín hiệu vui khởi đầu một mùa hè đầy sôi động tại